Vậy thì từ nay sau có sửa lại không? Dạ có. Dạ có. Bây giờ con định nói một câu, chú hỏi một câu, con trả lời một câu thử nha. À, là nội con cho mượn tiền góp. Ừ, nhưng mà nội sao, có không? Không có. Ừ. Chỉ cho bà kia mượn là bác thấy bà kia tội nghiệp thôi, chứ không cho ai hết trơn. Ừ, con có thể nói kỹ lại về cái vấn đề đó. Là bà kia bác không có tiền, em bác bị bệnh rồi vô nước biển rồi lại thấy vậy, lại con cho bác mượn tiền mua thuốc uống. Ừ, ai cũng còn 600 phần quỹ nghèo, trong đó thì ở trong phòng trọ có 22 phòng là cũng có phần đó. Dạ. Phần chưa báo cho chị là mình có 10 ký gạo với thùng mì. Oh. Với cái áo. Vậy. Tốt quá. Gạo ăn Tết rồi. Chuẩn bị phát đó. Dạ. Chuẩn bị phát. Dạ. Khoảng 10 ngày. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ với lại đây là bà nội của bé Ngọc, đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Cũng 4 giờ chiều rồi, bà nội cũng đã bán hết số rồi. Hôm nay Bùi Hồ cùng với lại Đạt Đồng Tháp qua đây để kết thay mặt cho một chị giấu tên ở bang Florida ở Mỹ, hỗ trợ cho bà nội có tiền để mà trả tiền phòng trọ cũng như là có chi phí hỗ trợ đó, để cho bà nội có thể yên tâm ăn Tết. Và hôm nay là Đạt á, đến đây để mà trả tiền trọ cho chú. Hiện nay là bà thiếu là bao nhiêu tháng hả bà ha? 4 tháng rồi, tháng vừa rồi có trả được 1 triệu thì còn 3 triệu mấy, tháng này nhập vô tháng mới nữa là 4 triệu rưỡi mấy rồi. Hay là có giấy sẵn đây đưa cho bà luôn. Trời ơi, gì đâu khó kêu quá, kêu hoài không nghe. Đây nè, tháng mới luôn là 4 triệu rưỡi 92 à. Đây con coi nè. Rồi giấy thì giấy cũ. Dạ giấy này nè. Đây nè. Là tiền cũ là 3.378.000. Tiền 1.214.000 là tiền tháng này. Tháng này, tháng đầu tháng đó. Tổng cộng là 4.592.000. Tiền trọ là nhiêu hả chú ha? Nhiêu tiền phòng trọ là 500.000 tháng. 500.000 tháng. Có 500 thôi. Dạ. Điện với nước. Điện nước. Ồ, 500.000 tháng rẻ quá. Quá rẻ, người ta 700-800 triệu bạc không à. Chú có 500. Hiện giờ là bà nội còn nợ là tổng cộng là 4.592.000. Cái hỗ trợ của cô giấu tên ở Florida đó là hỗ trợ cho bà nội là 300 đô. Là con đổi ra được là 6.953.000, con còn cho nội là 7 triệu luôn. Thì hôm bữa đó là con với nội với mấy đứa bé là đi mua đồ cho bé Ngọc với bé Như nè, là hết là 1.1 triệu, là còn lại là 5.9 triệu. 5.9 triệu hôm nay con có mặt chủ trọ đây, con gửi cho chú phòng 8 chủ trọ gửi cho chú là 4.592.000 nữa. Ừ. Còn lại nhiêu? Còn lại nhiêu chắc bấm tính là dùm cái hộp. Đây đây nè, cầm đi bấm cho. Còn dư lại nhiêu ấy gửi để cho bả luôn. Là 5.9 triệu. 5.900 triệu. Trừ lại 4.592.000. Là còn lại 1.308.000. Rồi. Con gửi lại cho nội sau nha. Bây giờ gửi còn 1.3 triệu nó gửi trả cho bà nội thêm 2 tháng nữa. Tại tháng có 500 mà. Với lại tiền điện nước như nhiêu là nửa nội đóng 2 tháng đó luôn. Cho nó tiện. Cái đó là bà nội chịu không? Bà nội gửi trước 2 tháng đóng luôn, bà nội khỏi đóng để cho đỡ. Rồi điện nước mai mốt bà nội tới tháng nội đóng cái đó thêm. Ừ. Có nghĩa là bây giờ còn lại 1.308 triệu nè, đóng 2 tháng là 1 triệu. Đưa cho chú 1 triệu nữa là còn là sớm là 4.592.000 hả chú? 4.592.000. 4.592.000. 5.592.000. 5.592.000. Vậy là trả trước 2 tháng. Dạ. 2 tháng trọ. Đóng trước 2 tháng nữa. Vậy quá tốt. Chị thiệt tình đó nha, nói chị là có phước chữ lắm, hơn trong nhà trọ chồng là không có ai được vậy á. Có nên là chị có phước được là những người mạnh thường quân này giúp đỡ. 5 triệu, 5 triệu. Vậy là cũng dạ, ở Mỹ. Tốt quá. Chú điếm lại giùm con quá. Ở
đây nhận là chị 5,6 triệu. Nhận mấy chú này nè, đưa là 5,6 triệu, rồi về tôi trừ số tiền ra. Còn dư là nhiêu thì mấy chú này nói có đưa trả trước là 2 tháng đó là 1 triệu. Điện nước thì chị phải gán bán bư vào để có nữa mà trả tiền điện nước. Còn tiền phòng thì ở đây ở Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ là đã có giúp đỡ rồi, 2 tháng là 1,3 triệu. Dạ, vui quá. Vậy là cũng như vậy là mà đã dứt nợ cũ. Dứt nợ cũ mà còn được đã chầu thêm 2 tháng nữa. 2 tháng mới trả trước luôn. Không có tiền lẻ. Được. Ở đâu mà được cái gì á là mấy bà cháu quá trời sướng. Chú này nói duyên nợ mới gặp đó. Hồi bữa đó cũng có bà đó nữa, chúng nó nói không cũng chịu đâu. Gì hả? Cũng cũng lại kia nữa. Nè bà nội, giờ còn lại là 301 con gửi cho nội luôn. Cái này như tiền điện nước của 2 tháng luôn. Không đủ chắc nội. Trời ơi, thấy gì bà cháu ngủ tới 9-10 giờ, bắt đầu bán tới 12 giờ, 1 giờ bây giờ bán tới không? Đêm mà. Trời ơi, quá. Bây giờ là cái cảm giác là hết nợ rồi. Rồi bây giờ nó lại được trả chồng thêm 2 tháng nữa. Vậy thì cái cảm giác của bây giờ bà nội thì sao? Quá mừng. Cảm ơn tất cả luôn mấy cô mấy chú hết. Cái Ngọc cũng mấy còn bán số chưa lại đây nữa. Ngọc bán chưa lại. Mà chú ví dụ dọn ra cái còn cái phòng nào ở đằng trước đừng cho nó không ngập được không chú? Không, chú cắt bên kia lại rồi có gì thì nữa mình dọn quanh đó. Dự tính hôm nay á nâng nền lên. Dạ. Nâng lên toàn bộ hết. Dạ. Chỉ có năm nay hôm đó hôm nay á 2006 tới nay thì là mới bị ngập lần này. Năm nay sao mà nước lên cao quá. Dạ. Chứ mỗi năm thì không có. Dạ. Vừa mí không à. Dạ. Có năm nay hơi bị ngập. Thành ra vướng ở trong dãy nhà trọ thì cũng hơi cực. Mà vừa qua cái lúc mà dịch á, tôi cũng hỗ trợ gạo thóc đồ thường xuyên với giảm miễn phòng trọ hết một lần vậy á, một tháng vậy á. Dạ. Miễn phòng trọ luôn, không thu tiền ai hết. Con nghe nói là Tết là chú có thường tặng gạo cho những người ở trọ hết đúng không ạ? Năm nào tôi vào tháng này thì cũng quỹ người nghèo cũng cả 1,000 phần. Nhưng dạ, mà năm nay hạn chế chỗ còn lại 50 hàng năm thì 100. Dạ. Thì năm nay hạn chế còn có 50 thôi. Thì dạ, là năm nay cũng còn 600 phần quỹ nghèo. Trong đó thì ở trong phòng trọ có 22 phòng là cũng có phần đó. Dạ. Phần chưa báo cho chị là mình có 10 kg gạo với thùng mì. Ồ. Với cái áo. Vậy. Tốt quá. Gạo ăn Tết rồi. Chuẩn bị phát đó. Dạ. Chuẩn bị phát. Dạ. Khoảng 10 ngày nữa phát trong phòng mình. Vậy là bà nội ở chú ở ngay tại chỗ chú cũng 10 năm, hơn 10 năm hả? Cũng có hơn, có hơn 10 năm. Dạ. Tại vì mình 2006 tới giờ là 17 năm rồi. Dạ. 16, 17 năm rồi. Thì bà chỉ ở hơn 10 năm rồi. Khoảng cỡ 12 năm. Chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú? 67 tuổi. Ồ, đẹp trai quá. Chú thường là vậy, đi đâu ai cũng nói 67 tuổi mà sao mà còn không độ quá. Tướng tá rồi còn khỏe mạnh. Dạ. Chỗ trọ của bà nội ở chú năm nào cũng cho gạo. Cho gạo. Mấy mỗi năm thì cho bánh kẹo này nọ cúng bà. Năm nay là 2 năm rồi là cho gạo. Tại mùa dịch này làm ăn khó khăn. Rồi mình giúp đỡ cho gạo để ăn nó đỡ tốn tiền cả. Cũng tâm sự thật với lại chú như thế này nè. Bà nội ở gần 10 năm nay rồi. Hỏi bà nội á, có muốn đi chỗ khác không người ta hỗ trợ? Tại vì thấy nhầm khi ngầm nước. Bà nội nói á, là chú trọ tốt lắm. Ở không muốn đi chứ ở quen rồi. Đâu nghe thì mình cũng như thể mình thu tiền để mà ấy vậy thôi chứ phải tính ra thì nhà trọ mình có 500 ngàn, à quá rẻ hơn cho hết trơn. Nhưng mình coi như mình vừa thu tiền vừa làm phước kìa, làm phước giúp cho người nghèo thôi chứ thật ra thì ở đây phòng trọ có khi tu cũng được cái người ta bỏ phòng ta đi cũng còn tiền mình 2-3 triệu bạc không à. Dạ. Thì là tôi cũng có nói hoài, thí dụ anh em nào, chị em nào mà thí dụ có gắn bó ở thì tiếp tục ở thì có tiền trả bớt, còn không có thì cứ để đó mà từ từ trả.
Còn nếu ra đi á, tiền trọ thì tôi cho luôn, không có lấy. Dạ. Cho để dọn đi, chuyển cho người khác vô ở đó vậy á. Cũng có số người ta dọn đi không có trả tiền gì hết trơn. Bị hoài ha. Vậy là lý do bà nội không muốn đi là vậy, ở khu vực đó có chu trọ tốt và tiền trọ rẻ nữa. Ở quen nữa đúng không bà nội? Cảm ơn. Mặc dầu là không có giúp chú. Giúp chú là thoải mái vậy, những đời tiền bạc chút vậy thôi, chứ thật ra mừng cho mấy người nhà trọ này. Thật ra cái việc mà chú cho mướn trọ ngay tại thành phố Long Xuyên này á, chỉ có 500 ngàn một tháng á, thì nó giống như là cho đó là một cái trách nhiệm của những người ở quyên góp vào để giúp đỡ cho những cái có tiền quỹ để cái hộ nghèo của chú thôi. Còn cái việc mà chú gọi là kinh doanh nhà trọ thì chưa gọi là kinh doanh, không phải mà kinh gọi doanh. Là có chỗ lưu trú cho những người cơ nhở mà chưa có điều kiện để mà cất nhà. Chứ nhà trọ 500 ngàn tháng thì rất là nhiều chi phí. Mà 500 ngàn thì chắc nó cũng không đủ vào đâu đâu, không đủ mỗi tháng hả? Đi gom thậm chí là thì gom khó khăn lắm. Khó khăn ở chỗ thì được, có được mớ chỗ không. Dạ. Rồi chỗ năn nỉ. Dạ. Nói thôi giờ mình thật ra chú làm ăn cũng được, nhưng mà có cái thấy người dân nghèo vậy cũng tội nghiệp thôi, người ta có trả không có thì thôi chứ biết sao giờ. Chứ thậm chí là khi mà thiếu trọ chỉ cần một tháng thôi, hai tháng là người ta đuổi đi rồi. Đúng rồi. Chứ như bà nội ở đây là thiếu đến 4 tháng rồi. Mà tiền đầu tháng ấy, vô người ta giao kết trước. Ví dụ đấy là cho tới ngày năm Tây thôi, là 5 ngày đầu tháng thôi. Là dạ. Không giải quyết là bắt đầu người ta cho đi ra hết rồi. Ta đi ra thôi. Đó vậy. Dạ. Rồi. Chị cho gửi lời cảm ơn cái người hỗ trợ Mạnh Quân ở nước ngoài á. Hôm nay thì cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân, tất cả những người mà xem được video clip như có tụi con quay lên á. Thì cũng chân thành cảm ơn chú nhiều. Thay mặt cho chị giấu tên ở bang Florida của Mỹ. Cũng chúc cho chú sức khỏe an lạc, và đặc biệt là càng giàu giàu càng sức khỏe, để mà làm những công tác thiện nguyện của chú, cũng như là có những cái nơi ở mà cho những người mà chưa có điều kiện cất nhà đó, mà buôn bán lao động có thu nhập thấp như thế này có điều kiện sinh sống tốt hơn. Cảm ơn chú nhiều. Rồi, chào chú gửi lời thăm hết tất cả những người ủng hộ dùm đó. Mà cảm ơn tất cả luôn. Giờ này nội bán số hết chưa? Mới hết rồi. Mới hết luôn rồi. Rồi bắt đầu lãnh cái mới bán rồi mời. Nãy điện là còn đang ở nhà đi ra. Dạ, chuẩn bị đi lãnh cái mới để bán thôi. Mấy vé đó. Bé Như rồi người. Có nói gì không con? Sáng bán cháu. Nó nói cảm ơn rồi con. Cảm ơn cô. Nó lớn lớn đó. Nhìn lên đây nè con. Trời, nhìn lên kìa. Trời ơi, hồi lúc lại ở mấy đứa này bé chút xíu à, lên nhà chơi hoài, giỡn hoài. Bởi vợ mới năm nay lớn lớn rồi. 11 tuổi là ở 13 năm thì là nhầm khi mới sanh ra nữa. Lúc đó có mấy tuổi? Thì đó cũng ở trên lộ tẻ gạch giá đó cũng hết rồi, 9 năm đó. 9 năm rồi sao không còn cái này nữa đó. Có nghĩa là chú nói còn dư hình như là dư 2 tháng nữa ha, 2 tháng. 2 tháng thì chú cứ giữ 2 tháng đó luôn. Rồi chú giữ luôn. Cộng luôn đó. Dạ. Rồi còn nhiêu thì có lẽ gì đó thì tôi gửi lại, còn không thì thôi tôi giữ. Rồi mấy tháng sau là tôi không có tính tiền điện, tiền phòng mà tiền điện nước thì tính. 4 phòng ở phía sau á. Bây giờ người ta có thể người ta mua nhà 1 tỷ 2 3 tỷ bạc người ta ở. Nhưng mà người ta mua đất để đó thôi chứ người ta không cất nhà. Đó, cũng vẫn ở trong phòng trọ mình. Mua đất rồi đó mà không cất. Ở trong đất trong phòng trọ mình nói là ở đây tôi từ lúc ở tới giờ làm ăn mua bán được. Dạ. Thành lợi cái gì cũng dễ dàng. Thành ra ta ở luôn. Vậy là chỗ chú Tám là được bao nhiêu phòng chú Tám? 22 phòng. 22 ở dãy trước chị này thì 14 phòng, ở sau 8 phòng. Đồng giá hết hay sao chú? Đồng giá hết. Dạ. 500 ngàn tháng gì vậy. Người ta lại hổ hoài gì mà tính cắt ra thêm nữa mà thấy cực khổ quá thôi chú không cắt. Dạ. Còn đất ở sau nữa. Dạ. Ở phía trước đó. Sau khi mua đồ Tết cho các bé thì các bé vui dữ không nè? Vui. Mà mừng dữ lắm. Mừng lắm hả? Đóng được nhà rồi cũng mừng nữa. À. Cho trẻ mệt mệt lắm hả? Bây giờ khỏe hơn rồi đúng không? Dạ. Nó có
Sao vậy? Cái cô đó là bà, bà sao vậy? Thôi đi được. Thôi tên. đưa qua chú rồi, đưa nhiều người quá cái người lên đó. Cái người ta nói mình nói gạt người ta lấy tiền. Bởi vậy thôi nhờ bên chú đi, người ta có ủng hộ cho thì nó đỡ. Bây giờ cái vấn đề mà nội có chịu chuyển trọ, chịu chuyển trọ không hay là ở đây? Ở đây đi chú ơi. Ở đây đi chú ơi. Nhà nhỏ nhỏ nhưng mà mình... À, thấy chú trọ chú cũng là tốt quá, tốt bụng quá. Mình đi ở chỗ khác, lỡ thiếu tiền, không có tiền đóng, ta đuổi mình đi nữa. Hôm nay bán được nhiêu tờ rồi? Ngày thì cũng bán đi cũ, lãnh đi bán, lãnh đi người ta đâu có số. Cũng 700 tờ. Không. 500. 400. 400. Ba bà cháu bán mà chưa còn bán tiếp nha. Dạ. Nội muốn nói lời nào với lại tất cả mọi người không? Nói làm sao vậy? Nói là cảm ơn không? Có. Cảm ơn rất nhiều. Mấy cô, mấy chú, mấy anh, mấy chị đó giúp đỡ dùm cho qua cái khó khăn tết nhất này. Nhẹ dạ dễ sợ, nhẹ lòng đâu. Với cảm ơn cái cô giấu mặt á, cái cô không cho biết tên á, cảm ơn cô rất nhiều. Vượt qua cái ải này cũng đỡ vui lắm. Thôi cố gắng đi. Dạ hết 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 mưa gào thì sẽ được có nắng, hết nắng hạn thì được mưa gào mà. Muốn khóc nữa rồi. Mừng. Có bữa cô đã có hỏi kìa, bán mời số cổ có hỏi gì phải bà nội bảo ngày không, nói phải hàng chuyên thấy gì lên trên đó đó, nhưng mà nhìn gì cũng dễ thương hiền hậu các bộ, rồi Bảo Ngọc cũng thấy thương á. Vì để bữa nào con cho gạo con trừ lại cho gì cô cũng nói. Thì cũng mong là bà nội nói bao nhiêu tuổi con quên rồi. 85. Thì cũng mong là bà nội con nữa mới 66. Có cái tết sum vầy, giữ gìn sức khỏe, nhớ cố gắng. Con muốn nhắn gửi như thế này nè, có cố gắng được thì bà cháu cố gắng bán về sớm một tí. Dù sao thì bé Ngọc cũng lớn tuổi rồi. Bán còn chừng đâu dữ lắm. Dạ, cũng con gái trưởng thành thì cũng bị những cái kẻ xấu á. Nhầm khi mình cũng không có biết được xã hội mà. Bán khuya thì nó lại nguy hiểm. Nên bà nội nhớ cố gắng cẩn trọng. Chuyện gì nó cũng cẩn trọng thì hơn. Mà tối vô trong kia kìa, bà đó còn thiếu mấy trăm ngàn mà không có trả nó gặp. Mà nó trong kia nghe tấu tiếng nó không được, cũng khóc luôn hả? Hồi tối này không? Ôi sao vậy? Nó đi vô một chậm á, rồi cái tại vì nó thương con bà đó đó. Rồi cái nó ở đó nó chơi đó. Thương cái... con bà nó là sao? Cũng như nó còn nhỏ á. Ừ, thương nít hả? Thương nít á, rồi cái tấu không được, cái người cũng khóc luôn. Cái bà Tư bà nói, bà Tư bán cái ca bấm nước đó, bà mới nói coi chừng á, bà ba ơi, tôi thấy bà lậu kiếm hoài nó. Bà cũng thấy tôi lậu kiếm nó hoài, đâu có bỏ nó đâu. Cố gắng. Bé Ngọc bây giờ đi ở đâu cũng không biết luôn hả? Không, điện thoại mới đầu muốn điện thoại nó mình bấm của mình qua nó mới cháy lên nói chuyện, giờ hết bấm được luôn rồi. Điện thoại nó hư luôn. Đang có mặt tại thành phố Long Xuyên vào một buổi sáng. Và sáng ngày hôm nay á thì hình ảnh bé Ngọc đang bán vé số lang thang tại siêu thị bên kia kìa. Và muốn chia sẻ cô bác với anh chị về cái cảm giác của bé Ngọc như thế nào khi đọc được những cái comment, những cái bình luận của mọi người, cũng như là góp ý cho bé Ngọc sẽ phát triển hơn. Khi bà nội được mọi người, được chị giấu tên ở bang Florida giúp đỡ thì em bây giờ cháu bây giờ như thế nào ha? Rồi chú chào Ngọc nha. Chào. Hôm nay con bán từ mấy giờ Ngọc? Là sao? Con bán lúc mấy giờ buổi sáng hôm nay nè? Bán con ra lúc nãy giờ, ra lúc 10 giờ mấy. 10 giờ mấy. Có bán được tờ nào chưa? Chưa hả? Ủa sao bữa nay hồi tối con bán mấy giờ mới về? Bán tối con bán 3 giờ con về mà tối con mới hết được 100 tờ luôn. Sáng nay con còn lại 100 tờ. Chưa bán được tờ nào luôn. Thì con ngủ mấy giờ mới đi bán lại đó? Tối 3 giờ về không có hết nữa ngủ. Con ngủ hả? Con ngủ đến mấy giờ con mới đi bán sáng nay nè? 10 giờ mấy là mẹ về, mẹ kêu con với em con hút đi bán.
mẹ nào? Mẹ của em con á. À. Con kêu bằng gì mà con kêu bằng mẹ từ nhỏ tới lớn rồi, nãy con kêu bằng gì? Ừ. Ăn uống gì chưa? Chưa. Chưa hả? Ông gà có gặp mình trên mạng không? Có. Có hả? Hay sao? Vui. Vui. Có đọc được bình luận không? Có. Đọc sao? Con thấy người ta nói dễ thương rồi nhiều lắm. Ừ. Mà ai đọc cho con tự đọc hay sao? Con tự đọc. Ủa con lớp 2 con đọc được hả? Biết, con biết chữ mà. Con biết chữ hả? Biết chữ gấp vần hay là gành không? Gành chút xíu. Gành chút xíu hả? Con có đọc được những cái bình luận mà cô chú góp ý cho con á, là con nói chuyện còn chưa biết dạ thưa không? Có. Đây, cô chú góp ý vậy thì con có buồn không? Có. Có hả? Sao buồn? Thì con đọc con thấy cái chú kia nó là nói chuyện không lễ phép gì đó. Ừ. Thì đối với con thì chú góp ý vậy có đúng không? Đúng. À, vậy thì từ nay mà sao có sửa lại không? Dạ có. Dạ có. Bây giờ con lại nói một câu, chú hỏi một câu con trả lời một câu thử nha. Bé Ngọc bữa nay bán mấy giờ mới về? Chiều bữa nay nè, ngày hôm nay nè. Con bán 3 giờ khuya con về. Ừ. 10 giờ mấy sáng con đi bán lại. À. Thì hôm qua thì có một cái cô giấu tên á đã ủng hộ tiền cho bé Ngọc á. Với lại bà nội mình về cái số tiền trọ thì Ngọc vui không? Vui. Vui. Con nghe mấy người kia đã cho bún cơm nói là có người chăm chọc gì nói là chú cho tiền bà nội con 5 triệu lắm, thì nhà mấy người kia nói là nội con cho mượn tiền góp. Ừ. Nhưng mà nội sao, có không? Không có. Ừ. Chỉ cho bà kia mượn là bà thấy bà kia tội nghiệp thôi chứ không cho ai hết trơn. Ừ. Con có thể nói kỹ lại về cái vấn đề đó là bà kia bà không có tiền, em bà bị bệnh rồi vô nước biển rồi nội thấy vậy nội con cho bà mượn tiền mua thuốc uống. Ừ. Mày thấy người ta chăm chọc mà không đúng sự thật thì buồn không? Buồn. Nội con hơn người ta mà người ta đâu có biết thương nội con đâu. Vậy hả? À, mai mốt bé Ngọc là nói chuyện là phải dạ thưa trước ha. Dạ. Nghe chưa? Dạ nghe. À, rồi bây giờ là bà nội là không bị chú chủ trọ đòi tiền nữa. Rồi lại có vốn lại làm ăn nữa. Vui dữ không? Vui. Vui hả? Còn lo nữa không? Hai bà cháu còn, mấy ba bà cháu còn lo nữa không? Không. Không hả? Dạ không chứ, mới nói mà. Hả? Dạ không. Ừ. Cô chú nói là bé Ngọc sao? Cô chú trên mạng nói bé Ngọc sao? Dễ thương hả? Dễ thương. Cái gì nữa? Nói chuyện đó là người lớn không dạy bé không biết nói chuyện lễ phép gì đó. Ừ. Mà chú vui hồ thấy là bé Ngọc là đi không có đội nón nè. Thì sao con gái mà không chịu đội nón? Nực lắm, không đội nón. Đội xíu còn tha tháo rồi. Ừ. À, hôm qua chú lại nghe bà ngoại, bà nội nói là con đi chỗ nào đó bà nội kiếm, bà nội muốn khóc luôn kìa. Con đi điện thoại con để bà nội để không được, tắt nguồn để không được, con đi bà nội để không được, bà nội khóc. Hồi tối qua đúng không? Con đi vô tước trong cái đồng quan con bán. Ừ. Rồi bà nội điện hoài điện không được, sao tắt nguồn? Điện thoại bị hư. Điện thoại con bị hư. Hồi tối con mới mở lại được rồi. Ừ. Rồi bà nội kiếm lên mấy giờ? 2 giờ mấy khuya. 2 giờ mấy khuya luôn. Bà nội điện không được, bà nội khóc luôn. Rồi lúc mà nội khóc thì con có hối hận không? Có. Con có nói gì với bà nội không? Nó là con mai mốt con không đi nữa, con bán đây với bà nội. Ừ. Mai mốt con không đi nữa. Mà tại sao bà nội có cho con đi vô đó không mà con đi? Không. Hả? Không mà sao con đi? Con bán còn số nhiều quá, con đi vô trọng bán. Ừ. Con bán còn số nhiều quá, đi vô trọng bán hả? Thì con đi khúc tối gì sợ không? Không, con chạy xe đạp mà. Con chạy xe đạp hả? Đó, ta bỏ bùa, ta bịch cái khăn vô bỏ bùa, ta bắt cóc con lên xe luôn sao? Không có. Sao không biết không có? Dạ, nó chống đông mà. Mà nhưng mà 2-3 giờ khuya mà. Không sao. Không sao. Nãy giờ nói cũng cọc lóc với chú Bùi Hồ nữa rồi. Là sao? Hả? Là sao? Con chưa có dạ thưa đó, quên rồi. Cô chú góp ý ở trên mạng mà con quên rồi. Hả?
Đúng không? Có mau quên không? À, có một cái cô á, có một cái chị Duyên ở Mỹ á, là muốn hỗ trợ con đi học một cái nghề gì đó. Thì nếu như mà hỗ trợ con đi học cái nghề gì đó, con sẽ thích học nghề gì nhất? Không đi bán số với các bạn nữa. Là sao? Muốn hỗ trợ con đi học một cái nghề gì đó. Con không con đi bán số nữa, sợ con bị người ta dụ, người ta bắt cóc con đi bán luôn. Con có biết đâu. Con chịu đi học làm nghề móng tay không? Chịu hả? Con phá vẽ. Vẽ gì? Vẽ móng tay với lại sơn móng. Con phá vẽ hả? Chịu không? Mà không có đi xa bà nội được. Vậy? Không đi xa bà nội được. Thì ở gần đây nè. Cô đó ra nói thử anh, nó lớn rồi chịu nói sao? Chịu nói với chị Duyên, cô Duyên nói sao? Là sao? Nếu như mà chịu, con nói với cô Duyên, con nói làm sao? Con muốn đi làm nghề móng. Ừ, sao nữa? Ôi trời, con gái nè, cô bác anh chị mang đôi dép ở đây nè. Bỏ ra nè, chân không nè. Ôi sao bỏ dép ra vậy? Ngứa chân. Ngứa, đó. Dạ con ngứa chân chứ gì ngứa chân. Sao ngứa chân, không lẽ đi ngoài đường đi chân không hoài vậy? Không có. Hả? Không. Không có hả? Hôm trước là chú nghe nói là có một cái cô rồi quay con không chịu hả? Có. Bà đó bà lạ lắm, con không chịu quay. Bà đi. Tao quay ví dụ tao quay, tao nói tao cho tiền con. Không. Sao à? Không lại luôn. Không lại luôn. Bán mình kỳ lắm hả? Bán bùng tẹt rồi. Bán đi với một đứa cao bằng con vậy đó mà nó bận đầm. Rồi nó mang guốc nữa. Rồi hai người kia thì đi ít hát. Hai vợ chồng. Người ta ăn mặc đẹp mà. Lịch sự mà. Không. Không chịu luôn. Hôm nay chú tìm đến đây quay cho cô bác anh chị biết về cái của con á. Tại bây giờ thôi thì chắc cũng đi bán vé số đi. Mai mốt chú quay lại thăm chịu không? Mai mốt chú đem dầu đồ lại tặng cho bà ngoại. À, bây giờ con có muốn nói lời nào với cô bác anh chị không? Cảm ơn cô chú. Rồi sao nữa? Chúc cô chú năm mới vui vẻ. Con. Rồi sao nữa? Không biết rồi. Hả? Nghe được rồi. Nghe được rồi. Thôi dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video tiếp sau ha. Rồi, bye bye. Bye bye, cái tay đâu?